Kem thì ngon. Con phải ở nhà cái đánh phấn. Mua cái gì nhỉ? Ăn thế bạn. Không có gì nha. Nó ngon mà. Bắn bằng này. Bắn. Đâu đi bán đi.
Nó mèo, nó quay quần chân xuống mèo ạ. Đi về, nhưng mà lại không về. Bạn sẽ sở hữu một chiếc áo thun nam như ý, và chỉ với 100 đồng bạn đã có
Sammy? Cho nó một con vịt cho nó ăn không?
Con đi lấy dưa, sáng hôm nay con đi chợ mua. Rồi tí này tí xong. Quên á, nếu phải đi ngâm nước cho mát. Ngon lắm, ngon chứ. Quá là ngon luôn. Dưa ngọt thì mới được. Nóng không? Mò gì á? Không biết nữa.
Vâng ơi. Vâng. Ở đây rồi. Ô đây quả to chưa kìa. Tìm được cây quả to thế nhỉ. Gần 16 cân. Cô phải đi ra không?
Thank you.
rồi con ơi. Sợ ao nước cạn rồi, xuống bắt cá đi. Dạ. Con ra đây. Cá này thả lên ao trên. Để thả trên ao trên thì ao ao gần bể kia. Thả đây. Nhiều ốc đấy. Ốc.
cân. Đúng, gần gần đấy. Gần chục cân rồi đấy. Thế bây giờ chồng nó nướng một bún nhỉ? Vâng, còn đi lấy cái bún đi. Con đi lấy. Lấy về chồng. Chồng ở đây nhỉ bún nhỉ? Đấy, cái nào? Trồng được rồi đấy. Rồi bắt đầu trồng.
Thank you.
Thích nhỉ. Thích chứ giờ. Con lấy vào nữa. Cái đường thế nó kề nó. Kề nó. Còn này cũng được. Còn con chéo nữa. Còn mấy quả to với mấy quả to kia. Mấy quả này đó.
trồng gì. Có lâu có bị trộm không? Trộm mà, trộm nhiều, bên kia trộm nhiều, đoạn cuối. Mấy này chú bán cân bao nhiêu? 4.000. 4.000 một cân à? Ừ. Chẳng là chọn cái cây, cây đuôi con nữa. Mấy vòng mà cuốn hết cái dây đi vào chắc Mười bốn cân rưỡi.
nè con ơi. Ta. Dạ. Anh ao ít mưa nữa. Mình lại mất đứa nữa.
Thì vé tao đang chờ lèo sạch chứ ngờ. Vậy bắt lèo đó, sạch chứ. Bao nhiêu đấy? Eggplant. Con nào cũng thế mà. Mà chém thì ngon. Ăn đến tháng sau. Muối, bao nhiêu muối? Sổi chưa? Bao tiền cân 5.000 đó. 5.000 đấy. Thôi. Phải đảm bảo trước thì cháu còn phải ở nhà cái đánh phấn. Trang điểm cái hai phấn lông xinh mà. Cái đánh phấn đó xong rồi lên. Quay vào để anh đừng nhìn được rồi. Ôi, ăn đi bây giờ cho hết rồi gọi hàng xóm. Trời ơi. Còn em lại đi ăn bánh cá. Cái đấy cho cô
chặt nuôi cái đầu ấy. Lấy lại cho mèo. Ờ, cái đầu ấy. Con mượt, quả nó mượt đấy. Mày làm nào mà nó đẹp lắm. Cái gì đó, cái đấy. Bán thương ấy. Muối, muối cái này. Đây, đây. Chỗ này là hai vợ chồng à? Đồ ấy là cứ vào cái đồ này mua cái gì cũng đẹp. Hai việc bố nhau lắm. Cái video này đã được nhiều tiền rồi đấy bà. Bà cứ yên tâm mà lấy đi. Cảm ơn nhá. Ôi chết đấy, hôm nay đi chợ may nhỉ. Lương tiếu này. Ừ. Má nha. Má. Nó ngon mà. Mít dài. Mít. Thơm lắm.
ao ăn húa này phải ươm rồi bác. Đây nhá, ươm cứ nhìn. Đấy, mắm mai ngon. Ừ. Mắm ngon.